chào anh à. Anh hôm nay là mình đến nhận xe phải không anh? Đúng rồi em. Dạ, anh có thể nói một chút xíu về cái công việc hiện tại của anh được không? Công việc của anh thì là bên vận tải hàng hóa, nhu cầu thì là rất cần xe. Dạ. Thì hôm nay mới có dịp là mua 2 chiếc tại ô tô Quốc Cường. Dạ. Hôm nay là lên nhận xe rất là gọi là vui vẻ và rất là hạnh phúc. Nhận được 2 đứa con tinh thần của công ty mình mua qua ô tô Phú Cường. Dạ. Đó thì cũng hy vọng là các chiến hữu của mình về làm ăn gọi là tấn tới để có nhiều cái dự định tiếp theo ủng hộ cho bên Phú Cường mình. Đó. Dạ. Thì là cái mà tâm huyết là mong sao là vạn sự bình an và anh em Hồng Phát. À, cho em hỏi là trước đây là mình có sở hữu cái dòng xe Trang Long này chưa ạ? Trang Long thì nhà anh có 2 cái. Dạ. Đời 2016. Nếu như mà nói về tình cảm thì với nó là rất là tuyệt vời. Nhất là tiết kiệm nguyên liệu. Và thứ hai là nó rất là chuồn xe, chạy nó rất là hiệu quả. Mang tiếng là nó là xe Trung Quốc, nhưng mà biết gọi là vận dụng và sử dụng thì nó đem lại lợi nhuận cũng là tuyệt vời, không có cái vấn đề gì. Dạ. Anh chạy đúng 5 năm nhưng mà xe là chất lượng, tới giờ này là không có cái gì mà gọi là phải lăn tăn nó cả. Dạ. Đó nên anh mới tiếp tục là đóng tiếp Trang Long đây. Dạ. Đó là hy vọng là nó sẽ như là 2 cái trước. À, là một cái người mà có kinh nghiệm về dòng xe Trang Long này á, anh có thể chia sẻ về một số cái nhanh là làm sao mình bảo dưỡng được chiếc xe để nó bền được vậy? Cái dòng xe Trang Long này nó có 2 cái yếu tố là các bạn phải lưu ý. Một là về nhớt. Nhớt là phải định kỳ, phải thay đúng. Và thứ hai là khi mình chạy cái xe mình cảm tưởng như nó có một cái gì lạ là mình phải xuống mình kiểm tra để mình phát hiện nó sớm, không để nó phá ảnh hưởng tới những cái khác nữa. Có thế thôi. Dạ. Rồi em chúc anh đó là cái công việc kinh doanh của mình nó sẽ may mắn rồi đạt cái nhiều cái thành quả ha, và mong là anh sẽ ghé lại và ủng hộ tụi em thêm nhiều chiếc xe nữa nha. Chắc chắn rồi. Dạ. Nói chung là mong là anh em cùng Hồng Phát và cùng làm ăn tấn tới để dạ. có mọi thứ nó sẽ còn tiếp diễn nữa. Dạ em cảm ơn anh nhiều rất là nhiều. Dạ, bye bye. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ. Anh nha.